Phương Thanh réo tên Thu Minh giữa ồn ào bị coi thường, loạt TikToker dính đạn vì qua mặt đàn chị. Nữ ca sĩ Phương Thanh vừa lên tiếng giải vây cho Thu Minh trước tin đồn, cô bị coi thường cùng loạt hình ảnh gây nhức nhối vì cho rằng cô bị đàn em là những TikToker vượt mặt ngang nhiên ngồi hàng cái đầu vô cùng kém sang. Những ngày qua, thông tin về Phương Thanh cùng loạt nghệ sĩ lớn như Quang Hà, Thảo Trang bị dàn TikToker vượt mặt nghiễm nhiên ngồi hàng cái đầu mặt cho đàn anh đàn chị ngồi ở hàng ghế sau tại một sự kiện đã khiến dân mạng vô cùng xôn xao và bàn tán. Hầu hết mọi người đều cho rằng dàn TikToker này không biết trên biết dưới, kém văn minh và thật sự quá nhí nhố, làm giảm đi sự chuyên nghiệp của chương trình. Theo đó, vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, tại sự kiện họp báo ra mắt dự án Moose It của nữ ca sĩ Thu Minh, đánh dấu sự trở lại của nữ hoàng nhạc dance với một chương trình hoàn toàn mới. Bên cạnh loạt khách mời là những nghệ sĩ lớn đầy tên tuổi là đồng nghiệp của Thu Minh, thì đáng chú ý khi bên cạnh đó là có thêm một loạt những nhân vật trẻ là những TikToker, người làm nội dung trên các nền tảng. Mọi chuyện không có gì đáng nói khi những bạn trẻ này lại bị cho là quá thiếu chuyên nghiệp, xuất hiện tại sự kiện nhưng lại thiếu tôn trọng những đàn anh đàn chị tham gia cùng. Những hình ảnh sau buổi họp báo đã nhanh chóng được cõi mạng chia sẻ rầm rộ. Cụ thể, dàn TikToker như Vinh Gấu, Wanbo lại bất ngờ được ban tổ chức xếp ngồi ở hàng ghế đầu, vị trí đắc địa mà đáng lẽ phải dành cho những siêu sao Hoàng Nga có tên tuổi tầm cỡ khác. Ngược lại, xếp sau đó ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3 thì khán giả bất ngờ hơn bởi lại là chỗ ngồi của Phương Thanh, Thảo Trang. Nhiều người lo ó cho rằng Thu Minh mời khách mời đến nhưng lại thiếu tôn trọng, xem thường các nghệ sĩ lớn. Giữa tâm điểm của sự chú ý, cùng với những làn sóng tranh cãi trái chiều, thì chị Chanh Phương Thanh đã bất ngờ lên tiếng đính chính giải vây cho Thu Minh trong ồn ào này. Theo đó, được ca sĩ trống vắng cho hay, đính chính giùm, trong buổi họp báo show Moose X của nàng Thu Minh, do Chanh thích ngồi ở hàng ghế phía sau để vui vẻ hòa đồng chém gió với mọi người thôi à. Không phải thích xếp mình luôn luôn là vị trí quan trọng, chứ không phải nàng Thu Minh để Chanh ngồi phía sau như trên mạng nói đâu nha. Lời lên tiếng kịp thời của Phương Thanh cũng đã khiến nhiều người quan tâm, đồng thời là có cái nhìn thoáng hơn về cách sắp xếp chỗ ngồi tại sự kiện của Thu Minh. Hơn nữa, vấn đề Thu Minh xem thường Phương Thanh hay những nghệ sĩ được mời đến khác là điều chắc chắn không đúng sự thật. Bởi lẽ, vị trí chỗ ngồi không hề nói lên được điều gì, cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng như những gì mà cõi mạng trăm trang suốt những ngày qua. Tuy vậy, nhiều người cũng cho rằng hành động ngang nhiên vượt mặt loạt đàn anh đàn chị của dàn TikToker hay bất kỳ nghệ sĩ nào cũng là điều khó chấp nhận. Điều này là việc tối kỵ và không được phép xảy ra trong bất kỳ một sự kiện hay chương trình nào. Các fan cũng nhận định rằng Phương Thanh có thể là người dễ dãi, nhưng đối với những tên tuổi khác thì điều này có thể sẽ lớn chuyện. Sự cố này cũng được xem là một bài học lớn cho ban tổ chức thực hiện buổi họp báo của Thu Minh, đồng thời đã gây nhiều tai tiếng không mấy tốt đẹp đến tên tuổi nữ ca sĩ. Thông thường, những vị trí ghế hàng đầu tại các sự kiện họp báo sẽ dành cho chủ sĩ của sự kiện, ekip làm nên sản phẩm, những nghệ sĩ kỳ cựu, những tên tuổi lớn. Lời giải thích của Phương Thanh cũng phần nào cho thấy được vị trí ghế ngồi của cô tại sự kiện, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn thỏa đáng cho các trường hợp khác. Sự việc hiện vẫn đang vô cùng nhức nhối trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Hiện ngoài Phương Thanh thì phía ekip của Thu Minh vẫn chưa có bất kỳ thông tin hay lời giải thích gì thêm về sự cố này. Khán giả cũng đang liên tục la ó, mong chờ một lời xin lỗi chính thức để có thể làm nguôi ngoai công chúng, giải tỏa những bức xúc mà netizen xôn xao những ngày qua.